Rồi sẽ hướng dẫn các bạn một số cái mà các cơ bản trong khảo sát ống tiêu hóa ha. Rồi bây giờ mình đang nói vấn đề là chúng ta đánh giá về mặt giải phẫu ha. Thì giải phẫu thì cái mà các bạn dễ nhất đó là chúng ta nói ruột non ruột già, thì các bạn lưu ý ha, cái phần phần ruột già đó ta sẽ cắt cái vùng hông, các bạn sẽ quan sát ha, ta sẽ quan sát được cái ruột già nó sẽ có các cái túc, người ta gọi là cái túi phình của cái đại tràng nè, và trên cái siêu âm mình sẽ thấy cái dạng cái ngấn hơi ha, thì cái ngấn hơi ta gọi là cái phình ha, và mình nhớ là cái ngấn hơi này cắt một cắt dọc, và vùng hông chúng ta sẽ cắt ở phía ngoài này nè, xem ha, đây là cái ngấn hơi của cái đại tràng, thì mình sẽ có ngấn hơi đại tràng ở phía đại tràng bên trái ha, rồi sẽ tràn xuống đó. Đây của đại tràng hồng ha. Rồi, cái tiếp theo đó là mình còn ruột non thì mình thường mình sẽ cắt cái vị trí quanh quanh rốn, nói sơ sơ là ha, cái vị trí rốn và mình coi cấu trúc nào có nhu động. Có nhu động thì đó là cái phần ruột non ha. Ví dụ mình đây chúng ta quan sát ha. Ví dụ đây các bạn có thể quan sát. Đây chính là nhu động, đó là ruột non. Thì ruột non có đặc trưng là nhu động và có gì nữa? Mau ha. Và thực tế là ví dụ trên bệnh nhân này đó thì mình sẽ thấy là cái hơi nó khá nhiều. Nên mình sẽ đánh giá nó hơi khó, và thường chúng ta nhớ là nếu một cái bụng nhiều hơi thì nó tương đối là bình thường đó ha, bụng nhiều hơi. Còn còn khi mà cái bụng mà chứa dịch rất nhiều thì nó thường là bất thường. Nên mình cũng lưu ý là khi mà cái bụng mà chứa dịch, nghe cái ruột mà nó chứa dịch nhiều đó, thì cái đó cũng là một cái yếu tố thuận lợi của siêu âm. Và lúc đó trên đó siêu âm mình sẽ đánh giá tốt ha. Bạn sẽ biết. Và một số cấu trúc ống tiêu hóa mình có thể nhớ về giải phẫu nữa, đó chính là cái đầu tiên là bạn cũng xem cái chúng ta có thượng vị thì mình sẽ có cái đoạn ống tiêu hóa phần bụng đó, dễ nhìn nhất đó chính là cái của cái thực quản, cái đoạn thực quản đồng bụng, bạn quan sát cắt dọc ha, mà cắt của mình là mặt cắt dọc giữa trái, ta xem cấu trúc ống tiêu hóa đây, đây là thực quản, đây là thực quản ha. À, khi mình cắt ha, khi đây là cắt dọc nè, mình thấy nó có cái hình bia đó ha, và mình cắt mình khi mình quét đầu dò ở phía trái thì mình thấy nó đang nhỏ nè, cái nó lớn lên nó là nối với dạ dày ha, thì cái chỗ nối đây chính là phần của âm vị, thì mà cắt này cũng khá quan trọng, đặc biệt là ở trẻ em đó, nó thường đánh giá trào ngược ha, thì mình sẽ có cắt này ha. Còn cái người lớn đó thì cái chính của mình đó chính là một cái cấu trúc ống tiêu hóa rất dễ nhìn, nhưng mà cắt dọc nó là cái dạ dày dọc giữa ha, dạ dày, đây là cái dạ dày, để cắt quét qua bên bên phía bên phải nè, trái thì quét bên trái thì nó càng lúc nó càng lớn ra ha. Thì trên dạ dày á, thì các bạn nhớ một cái cấu trúc, bạn nhớ cái định vị của dạ dày ha. Thì chúng ta có hai cái bờ cong nè, ở phía trên đó là bờ cong bé, dưới là bờ cong lớn. Tại sao cái này quan trọng? Bởi vì chúng ta biết là tiếp giáp bờ cong lớn á, giáp bờ cong lớn dạ dày đó, ngay dưới bờ cong lớn dạ dày thì một cấu trúc ống tiêu hóa cũng khá quan trọng, à, đại tràng ngang. Vậy đây chính là đại tràng ngang nè, bạn thấy ha, đây là bờ cong lớn dạ dày, tôi cắt đi xuống dưới thì cái phần ống tiêu hóa nằm vừa sát ở đây chính là đại tràng ngang. Thì bạn muốn khẳng định là coi phải đại tràng ngang không, mà cắt ngang lên nè thì lại nó lại có ngấn hơi đó, thì cái ngấn hơi này đó, thì vậy chỗ này chính là đại tràng ngang ha. Rồi đó là dạ dày. À, một cái phần tiếp theo phần tá tràng. Tá tràng thì mình có thể nhận diện được cái tá tràng của D2. Cách chúng ta cắt mặt cắt 4. Mình hết mạnh vô. 4 ha. Cho mặt cắt số 4 đó, khi chúng ta quan sát thấy vùng đầu tụy thì là phía trước của đầu tụy là của dạ dày, nếu có ống tiêu hóa là dạ dày, nhưng mà phía nằm phía bên phải của đầu tụy, nếu bạn thấy ống tiêu hóa đó thì đó chính là tá tràng D2.
Thì ở đây thì mình thấy hơi nhiều, mình khó phân biệt, nhưng mà bạn nhớ cái vị trí giải phẫu đó. D2. Một đoạn tiêu hóa khác mà bạn cũng có thể nhận diện được đó chính là cái tá tràng D3. D3 thì bạn chúng ta sẽ cắt dọc qua cái vị trí của cái bó mạch mà treo tràng trên. Đây là bó mạch mà treo tràng trên mà cắt dọc cái này động mạch chủ bụng. Và nếu bạn thấy cấu trúc ống tiêu hóa nào nó nằm kẹt giữa bó mạch mà treo tràng trên và động mạch chủ bụng thì đó chính là ba. Một cái phần giải phẫu cũng khá quan trọng. Đây hiện tại thì do hơi quá thành ra mình hướng dẫn cách chúng ta tìm ha. Và chúng ta nhớ là khi mà có cái phần dịch bên trong thì chúng ta sẽ quan sát cái này rất là dễ dàng ha. Vậy tiếp theo là chúng ta nói tới cái phần của ruột non. Như vậy phần hậu tràng và thống tràng thì các bạn nhớ là chúng ta coi vùng quanh rốn đây. Và cái vùng phía này chính là cái vùng của hổng tràng, và vùng phía này là cùng của hồi tràng đó. Như vậy chúng ta nhớ vị trí và đặc trưng của hồi hổng và hồi tràng đó chính là có rộng, có nhung mao, và nhung mao nhiều, nhung mao càng nhiều thì đó là của hổng tràng, nhung mao ít hơn thì của hồi tràng. Và chúng ta nhớ hồi tràng nó nằm hơi phía góc bên của mình tràng bên này. Rồi chúng ta nói tiếp à, nãy mình có cái phần của đại tràng. Đây là đại tràng lên. Đại tràng lên mình cắt dọc á, các bạn nhớ cắt dọc nè. Thì nguyên tắc của cắt dọc chúng ta sẽ cắt phía ngoài này nè nha. Ta đừng cắt quá sâu trong đây, chúng ta cắt dọc phía ngoài. Cái phần hơi mình sẽ thấy dẫn ngắn ngắn hơi thì đây chính là hơi của đại tràng. Và nếu các bạn đi theo dọc cái này. Dọc cái này tới cái phần ngắn hơi cuối cùng. Ở đây tôi đang thấy ngắn hơi cuối cùng nè. Từ trên đi xuống thì đây chính là hơi của manh tràng. Và manh tràng chính là cái vị trí mà mình sẽ tìm quyến ruột thừa ha. Và đây là hơi của manh tràng nè, sẽ tìm cái ruột thừa ở vị trí gần này. Cái phần ruột thừa thì sẽ hướng dẫn các bạn ở một chắc là sẽ lựa một cái máy đẹp hơn sao ha. Ý được rồi, là đại tràng. Rồi hồi nãy đại tràng ngang thì mình có nói rồi ha. Rồi đại tràng tràng trái hay là đại tràng xuống tương tự mình cũng cắt như vậy. Thường cái bệnh lý của đại tràng xuống thì nó cũng ít thôi, nó không nhiều hơn là cái phần đại tràng lên, bởi vì đại tràng lên nó liên quan tới ruột thừa hơi nhiều. Đây, ta cũng cắt được các cái ngắn hơi, hơi là đặc trưng của cái tràng này. Một phần trực tràng, trực tràng thì các bạn nhớ cắt cái vị trí của cái ví dụ ở đây nam chúng ta có là tiền liệt tuyến nè, tinh thì phía sau, cái ống tiêu hóa nằm phía sau. Nhưng mà cắt ngang này, đây, ngang nè, có cấu trúc ống tiêu hóa nè, sau này đây chính là cái trực tràng ha, cắt dọc cái chỗ nó ra, cho nó có bóng trực tràng nó sẽ nằm dọc ra nguyên cái phần phía sau của tiền liệt tuyến và túi tinh nó nam, hoặc là nó nằm phía sau của tử cung nó nữ ha, dọc này, và nó sẽ liên tục ở phía phần trên. Nên đây là trực tràng thì cái phần của đại tràng sigma thì nó sẽ nằm góc này, đại sigma thì nó nằm góc. Thì thường cái đại tràng sigma thì nó không có mốc giải phẫu để mình phân định. Mình chỉ biết là nó là cấu trúc tiêu hóa, nó nối liền giữa cái phần đại tràng trái, đây đại tràng xuống đây ha. Góc này là phần cuối của đại tràng xuống nè. Nó sẽ nối liền và nó sẽ nối với đại tràng. Nó bấy vào bóng trực tràng ha. Thì sau trong một số trường hợp mà bạn thấy cấu trúc tiêu hóa nó nối theo kiểu này thì mình có thể ghi nhận đó là một cái ha. Đó là cách nhìn giải phẫu một cách đơn giản qua cái đầu dò convex. Trong quá trình tiêu hóa thì thường người ta sẽ phải sử dụng đầu dò linear để mình quan sát cấu trúc tốt hơn. Dù nãy mình sẽ xem xét cấu trúc đầu dò linear. Ở đây mình đang xem một cái dạ dày hồi nãy đó. Dạ dày ha. Đây nó thì mình nói tới cái siêu âm qua dò linear thì các bạn phải biết cái lớp của ống tiêu hóa ha. Phóng đại à. Giả sử đây là một cái dạ dày nè, có mấy cái lớp nè ha. Đây phải nhận diện lớp này, ví dụ lớp gì
Chủ nhà mình nhìn ha, quan sát ha. Này là lớp cơ nè, lớp cơ thường nó sẽ dày á. Ống cái lớp ống tiêu hóa nó sẽ chia làm nhiều cái lớp hồi âm dày kém, dày kém xen kẽ với nhau. Đây chính là lớp cơ nè, dày nhất, dễ nhìn hồi âm kém. Cái lớp hồi âm dày kế bên lớp cơ này chính là lớp dưới niêm ha. Lớp hồi âm kém này chính là lớp niêm mạc, hồi âm dày này là cái lòng bên trong chứa hơi. Và cái lớp hồi âm dày mà này chính là thanh mạc. Như vậy cái lớp ống tiêu hóa nó sẽ từ đây nè. Đây. Ha. Là cái bề dày của thành ống tiêu hóa đó ha. Sẽ nhìn mấy lớp này chứ. Trên dày hình thì mình quan sát được. Như vậy chúng ta có mấy cái lớp đó là chúng ta phải ha. Ta xem lại cái đại tràng. Hàng dưới góc độ của cái đầu dòng này. Đây là các cái gì? Thôi, đây là thôi đây ha. Tiềm ứng thôi cùng ha, tới đây là quay gột gì đó khác. Hình nó khác không? Đó, quay này nó có nhu động nữa nè, khác với bên đây à ha. Ta nhớ là đại tràng thì thường chứa hơi ha, ống tiêu hóa thường chứa hơi, mà nếu chứa dịch là nó bất thường đó. Và như vậy là ống tiêu hóa mình phải coi lớp ha, coi nhu động phân biệt ruột ngon ruột già. Trong cái ống tiêu hóa cũng một cái phần rất là quan trọng nữa, mình nhìn làm sao biết cái này là cái hơi này là hơi tự do hay là cái hơi này hơi trong ruột, cũng là một cái quan sát thôi. Mình nhân hít thở đều này. Thì khi mình nhân hít thở ha, bạn sẽ thấy nè. Khi mình nhân hít thở ha, bạn sẽ thấy có một cái vị trí cử di động, đó chính là vị trí trong cái bụng. Thấy không? Và một vị trí đứng yên, đó là vị trí của thành bụng ha. Bạn lưu ý là giữa ổ bụng và thành bụng chính là cái nơi nơi của gì? Của lá phúc mạc ha, đó là lá phúc mạc ha. Và như vậy bạn thấy cái phần hơi nè. Cái này hơi không? Hơi là hợp dày bóng lưng đó. Thấy nó có nằm sát cái vị trí nó phúc mạc không? Không. Nè, đây là hơi ha. Cái này mới là lá phúc mạc ha. Thấy không? Nó nằm khác không? Nằm xa đúng không? Nằm cách ra ha. Nó nằm cách cái gì vậy? Bởi vì nó nằm trong đâu? Trong ruột. Thành ra nó phải cách cái lá phúc mạc một cái bề dày của thành ruột. Ra cái chỗ hơi không bao giờ. Cái hơi này nè. Không bao giờ nằm sát đây hết á. Khi các bạn siêu âm mà bạn thấy cái hơi mà nằm sát cái đây chính là hơi tự do. Ha. Đó là một cái đặc điểm mà khá tinh tế, nhưng mà thực ra cái đó mình quan sát được, thấy không? Mình thấy không, cái hơi bao giờ cũng cách cái thành bụng này một lớp cả. Chúng ta quan sát ha, hơi bao giờ cũng cách ra một lớp ha. Nhìn kỹ kỹ nó có thể tách ra một lớp đó. Yeah. Nó vẫn tách ra chứ nó không nằm sát, thấy không? Yeah. Còn khi mình thấy cái hơi mà nó nằm sát rã cái trên đây luôn, đó chính là hơi tự do ha. Điểm thứ hai cũng thông qua cái hình này đó, cho chúng ta thấy rằng là khi một cái khối u nào đó mình muốn phân biệt đây là u thuộc về thành bụng hay là u thuộc về ổ bụng, thì khi bệnh nhân thở cử động gì đó thì thấy phân biệt rất là dễ dàng ha. Một cái khối u mà chạy tới chạy lui khi mình hít thở đó là u thuộc về trong ổ bụng, còn nếu một khối u mà nó vẫn đứng yên khi mình hít thở về thì nó về thành bụng. Đôi khi nếu mà bạn không sử dụng cái cơ chế động này thì bạn rất là khó phân biệt cái này khối này thuộc về ổ bụng xâm lấn lên trên hay là thuộc về thành bụng xâm lấn trước. Bạn lưu ý là cái đó là giúp chúng ta sẽ phải phân biệt ha. Ok, thắc mắc không?